Hello, xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người đã quay lại kênh NVN của bên mình nha. Thì hôm nay mình sẽ ra mình cập nhật lại những combo cá với màu giá rẻ bên mình nha. Thì hôm nay mình sẽ ra mình quay những combo cá với màu giá rẻ bên mình nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay từng dòng rồi báo giá cho anh em cùng xem nha. Rồi đây là combo đầu tiên nha. Đó, combo đầu tiên là giờ combo rồng tím màu sắc nha. Đó, nó đẹp luôn, trống mái nha. Đó, ba cặp sẽ có giá là 100k. Đó, anh em mua lẻ thì một cặp 40k nha. Còn như mua ba cặp combo ba cặp là sẽ là 100k nha. Đó, anh em mình có để số điện thoại, số Zalo bên góc màn hình nữa. Anh em nào mua thì cứ liên hệ cho mình nha các bạn. Đó, cá đợt này nó lên rất là đẹp luôn. Cá này mới ghép trong máy nên con cá nó đang ôm bầu nha. Đó, mới chớm bầu thôi nha các bạn. Đó, trống nó sẽ lên full lay tôm cho anh em chơi. Đó, vây đuôi đó đẹp luôn nha các bạn. Đó, bộ này bộ hắc mun luôn. Đó, ba cặp chỉ có 100k thôi. Anh em làm giống đó thì anh em mua combo về, anh em làm giống thì ok nha. Rồi combo tiếp theo nha các bạn. Đó, combo tiếp theo rồng xanh Indo. Đó, rồng xanh Indo thì combo 3 cặp cũng là 100k nha. Đó, anh em mua lẻ thì cũng là 40k nha các bạn. Đó, size này size 2 tháng rưỡi nha anh em. Đó, 2 tháng rưỡi. Đó, size còn rất là tơ luôn, anh em mua về. Đó, mua các tơ này về nó sẽ khỏe hơn nha. Đó, size nó hơi tơ xíu thôi về mà anh em thuần nó khỏe hơn, gửi đi nó cũng khỏe hơn cả già nha. Đó, size mà tầm có 3 tháng rưỡi thì rất là yếu luôn. Đó, còn như size này size 2 tháng rưỡi thì gửi về anh em chăm lên. Đó thì nó sinh sản thì nó cũng tốt hơn, nó khỏe hơn, cá trống nó sẽ dí mái nó khỏe hơn nha. Đó, cá này mình cũng mới ghép trong mái thôi anh em. Đó thì combo 3 cặp chỉ là 100k thôi nha. Và combo 3 cặp là 100k. Rồi combo tiếp theo. Đó, đây là full gold. Đó, full gold bông lên tới bơi nha, rất đẹp luôn. Đó, combo 3 cặp là 150 nha. Đó, anh em mua lẻ thì một cặp 60k. Đó, cá này cá đang ôm bầu nha, rất đẹp luôn. Đó, mái nó sẽ lên full full option, hai tay bơi luôn nha các bạn. Đó, ba cặp chỉ là 150 thôi, anh em mua nào mua lẻ thì 60k một cặp nha. Đó, rất đẹp luôn, anh em nhanh tay nha, số lượng thì còn khá là ít. Đó, mình sẽ lựa ra những cặp cá đẹp để mình đi cho anh em nha các bạn. Đó, anh em thấy không? Cá này về làm giống thì từ đây tới cuối năm thì anh em có cá chơi Tết rồi nha. Đó, anh em nhanh tay mua combo giá rẻ này về chơi nha các bạn. Đó. Rồi combo tiếp theo nha. Rồi combo tiếp theo là combo rồng đỏ BDS nha. Đó. Rồi combo 3 cặp cũng là 100k nha các bạn. Đó, rồng đỏ BDS. Đó, combo 3 cặp cũng là 100k nha. Đó, bộ vây cũng có mái rất đẹp nha. Đó, bộ này bộ BDS. Đó. Hắc mun nha. Đây đây, anh em mua lẻ thì là 40k một cặp nha các bạn. Đó, mua lẻ là 40k. Đó thì cá mình toàn bộ là cá mới ghép trong mái thôi nha. Đó, mới ghép trong mái. Đó, cho anh em về làm giống. Đó, chưa đẻ lứa nào nha, cá này chưa đẻ lứa nào nha anh em. Đó, mình mới ghép trong mái, mới chấm bầu thôi. Rồi combo tiếp theo là combo HBRS nha. HBRS này thì cũng là size tơ. Đó, combo 3 cặp cũng là 100k nha. Đó, size này cũng là size 2 tháng rưỡi. Đó, cũng mới ghép trong mái luôn nha anh em. Đó, đó, người cũng cá trống thì nửa đen đỏ rất đẹp nha. Đó, combo 3 cặp cũng là 100k. Rồi combo tiếp theo. Đó, đây là combo HB Blue nha. Đó, HB Blue trống mái. Đó, người cũng trống nó sẽ lên xanh lay tôm mái. Đó, mái bản đuôi đợt này khá to nha, con trống bản đuôi cũng khá to. Đó thì combo 3 cặp cũng là 100k, anh em nào mua lẻ thì cũng là 40k một cặp nha. Đó, anh em cái dòng này rất là đẹp nha. Đây trống các bạn thấy, trống mái nè. Đó, dòng này anh em chơi kiểu top view hay sâu bề kín cũng rất là đẹp nha. Đó, dòng này mình cũng mới ghé trong máy. Đó, trống thì máy thì nó đang chớm bầu. Đó, bụng cũng khá to rồi nha. Đó, rất đẹp luôn. Đây. Đó, bên này cũng là full gold rít bông. Đó, bên này full gold rít bông nha. Size này size tơ luôn nha anh em. Đó, size tơ mà anh em thấy không? Đó, con cá mái nó lên là full tay bơi cho anh em chơi hết rồi. Đó, bên này cũng là combo 3 cặp cũng là 150 nha. Đó, combo 3 cặp cũng là 150. Bộ này mình mới ghé trong máy thôi nha anh em. Rồi, combo tiếp theo. Combo tiếp theo là combo Dumbo Rattel nha. Dumbo Rattel thì combo cũng là 3 cặp là 100k nha. Đó, combo 3 cặp là 100k nha. Anh em mua lẻ thì 40k nha. Size này size 2,5 thai tay bơi nó khá là to, đậm xanh nha. Đó, size này tầm có 3 tháng rưỡi thì tay bơi nó sẽ già tới cuốn đuôi nha bạn. Đó, bộ này bộ Big E, to, khá to nha, tay bơi nha. Đây, con mái nó sẽ đuôi đỏ. Đó, thì có anh em, nhiều anh em hỏi mình tại sao mà mái Dumbo có nhiều con màu xanh. Đó, màu xanh, cái bộ màu xanh là bộ Hắc Mun. Đó, còn như màu đỏ thì bộ Big E nha. Đó, nó tay bơi nó sẽ to hơn. Rồi, combo tiếp theo là Dumbo Santa. Đó, Dumbo Santa size này size 2 tháng nha. Đó,
combo 3 cặp nó sẽ là 190k nha. Combo 3 cặp 90k. Đó, combo 3 cặp 90k nha. Rồi anh em nào mua combo 3 cặp thì cái jumbo Santa này thì số lượng nó không được nhiều nha. Đó thì mua lẻ cũng là 30k mà mua combo cũng là 30k. Đó thì tại vì cái dòng này không có số lượng nhiều. Đó nên mình không có bán theo 30k thì giá quá rẻ. Tại vì size này Saito mình mới bán giá 30k nha. Rồi combo tiếp theo là Bluetooth Bass. Đó combo 3 cặp là 100k nha. Đó anh em mua nào mua lẻ thì 40k một con. À mua 40k một cặp nha. Còn như là mua combo 3 cặp sẽ là 100k. Đó, Bluetooth Bass thì màu xanh ngọc rất đẹp luôn nha anh em. Đó, cá mái thì đợt này ôm bầu rất to rồi. Đó, trong mái nha, anh em mua về làm giống thì rất là ok luôn. Dòng này anh em chơi bể kính hay là chơi top view. Đó, màu xanh xanh ngọc rất đẹp nha anh em. Đó, thôi video mình xin kết thúc ở đây, các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký đồng hồ kênh nha. Đó, xin chào, tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong các video tới.